kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín tham gia cộng đồng địa tạng bồ tát lúc đó ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức Phật rằng bạch đức Thế tôn nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi lợ... lợi ích làm cho trong vòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn của sinh đức Thế tôn cho phép con nói đó Đức Phật bảo ngài địa tạng bồ tát rằng nay ông vì muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trăm sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi giả sử ông có thể sớm làm xong huyện đó tay dầu có vào niết bàn cũng không cần phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa ngài địa tạng bạch cùng đức phật rằng Bạch Đức Thế Tôn vô lượng vô số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên thân như lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời xin lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nạn sinh tử trong 40 đại trong 40 kiếp, huống là vị đắp hình tượng cúng dường tán tháng. Người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hàng hè xa kiếp về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bậu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghi danh hiệu của Đức Phật đây phát tam quy y. Với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghi đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai người này sẽ đặng một nghìn lần sinh lên sáu trần, tầng trời cõi dục hướng nữa là chí tâm sân niệm lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thợ quá khứ có đức phật ra đời hiệu là sư Tử hống như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm Người này sẽ đặng gặp vô lượng các đức Phật so đảnh thọ ký cho. Lại về thở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là câu lưu tôn như lai. Như có người nam, người nữ nào nghi đến danh hiệu của đức Phật đây chí tâm chim ngưỡng lễ bái hoặc lại tán tháng. Người này nơi pháp hội của một nghìn đức Phật trong hiền kiếp. Làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là tỳ bà thi như lai. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây. Thời mãi không còn xe đọa vào chốn ác đạo, thường được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hàng hà xe kiếp về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là đa bổ như lai, như có người nam người nữ nào nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu lại về thổ quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bổ tướng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây xin lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng quả a la hán lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ca sa chàng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong một trăm đại kiếp lại về thở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đại thông sơn vương như lai như có người nam người nữ nào nghĩ đến danh hiệu của đức phật đây thời người này đặng gặp hàng hè chư phật nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo bồ đề lại về thở quá khứ có đức tịnh nguyệt phật đức sơn vương phật đức trí thành tựu phật đức tịnh danh vương phật đức trí thành tựu phật đức vô thường phật đức diệu thanh phật đức mãn nguyệt phật đức nguyệt diện phật có bất khả thuyết đức phật thế tôn như thế tất cả chúng sinh trong thời hiện tại. Cùng thọ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đã nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chôn hàng thân quyến trong nhà nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức phật thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đàn quả khổ nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của phật cho nên những tội nạn đó cũng lần lần tiêu sạch huống là những chúng sinh tự mình xưng niệm danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyện Trung Hết, Bổn Hạnh Địa Tạng Thệ Nguyện Trọng Sâu, Gậy Vàng Châu sáng độ chúng sinh địa ngục khổ không ngàn tinh tấn kiền thành khỏi mắt khổ trầm luân nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô thường trụ thập phương pháp Nemo địa tạng bồ tát ma ha tát nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát Nemo địa tạng bồ tát ma ha tát <laughs>